tuổi ăn dưỡng mà không có con cái thì lúc đó ông Tư nghĩ suy nghĩ như thế nào? Tôi thì phải mà tôi nghĩ phải tôi nuôi nó hồi còn nhỏ tới bây giờ thì con tôi chắc cũng không có chứ gãy tôi đó không buồn vì tôi bỏ con tôi hồi còn nhỏ. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Đến thời điểm hiện tại thì chắc có lẽ thước phim mà lấy đi nhiều nước mắt của cô bác quý anh chị đó là thước phim này. Chị kêu đi, chị cứ kêu đi. Sao chị? Chị cũng không biết kêu sao nữa. Kêu bằng chú đi chị. Dạ. Vậy thôi kêu bằng bác đi. Dạ con chào bác. Dạ sáng bác ăn uống gì chưa bác? Cũng có ăn gói mì rồi thôi. Bác chỉ mới ăn gói mì thôi hả? Chưa mới ăn rồi chiều tới khi là tối mới có ăn. Chị lên chiếc ghe xuồng ngồi luôn đi. Chạy ghe đi cô. À chị lên xuồng. Ông cụ biết chị này tên gì không? Dạ không biết nữa. Chị này là chị Cẩm Hường. Dạ. Ông cụ nhớ giống tên của ai không? Ông cụ nhớ Cẩm Hường là tên của ai không? Tên của con nuôi có đứa con tên Cẩm Hường. Dạ, ông cụ nhìn con có giống ông cụ không? Có đúng là Cẩm Hường của ông cụ không? Con của ông cụ năm nay là bao nhiêu tuổi? Cỡ ba mấy gì đó. Ba mấy chứ không được 40 đâu. Đó là Cẩm Hường là có phải là con ruột của ông cụ hay không? Hay là con của riêng của vợ ông cụ? Con riêng. Con riêng của vợ hả? Dạ. Rồi ông cụ còn nhớ cái gì, còn nhớ cái gì về Cẩm Hường nữa không? Ví dụ như hồi nhỏ ông cụ có thương yêu hay là có quýnh đập hay là có đối xử tàn nhẫn yêu nó lắm. Biết nó dù con riêng của bên vợ nhưng mà tôi cũng cưng nó dữ lắm. Trời ơi, tôi mà đi bằng chú hai đứa con không à. Mà nó sao nó thích mẹ nó. Đi là dỗ cho nó ngủ rồi bắt cái thông băng á, cho nó ngủ lưa cho nó ngủ rồi nó mới đi được. Bởi vì ở sớm mà mời đi chơi hay đi nhậu nhẹt thì chơi thì là hai đứa đeo quần là ta kêu tôi là phẩm công không đó. Rồi bên vợ ông cụ có còn nhớ được cái tên của ông và vợ hay là bà và vợ hoặc là những cái người em vợ hay là không? Ông cụ còn nhớ ai không? Ấn tượng về một người nào đó hay không? Còn nhớ làm cục giò đó, lên làm gì đó quên rồi trời. Nó đi bộ đội cái gì đó, cục hai giò sát tháng gì luôn rồi. Đâu có cục. Thằng thứ 8, thì rồi thứ 9. Cái dài xuống theo nhà cụ bác rồi chơi cụ cổng dẫn lên rồi thằng Sầm Hưng thì cổng ẩm quang bên. Dạ. Trước mặt cha nè. Chứ đau khổ lắm Hường ơi. Đi chứ chờ mong. Mong mà trở về thăm mấy con. Rồi cha đi. Cha chết cha cũng không buồn. Nhưng mà cái
cha cái số mạng cha lần được đâu đâu vậy. Gần 40 tuổi đời, nhưng chị Hường bỗng như bé lại trong vòng tay ấm áp của người cha sau hơn 30 năm thất lạc. Cũng gần 40 năm ấy, quãng thời gian quá dài cho một kiếp người gặp lại con mình trong một cái cảnh không ai ngờ tới. Gia đình đó thì người còn người mất, khiến ai cũng đau lòng. Nhưng đối với ông Tư, hôm nay có lẽ là ngày ông vui nhất trong cái khoảnh khắc cuối của cuộc đời. Thôi, dù sao cũng đã qua rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc của tình phụ tử đã lăn dài trên má của những người trong cuộc, và cả những người được chứng kiến như tụi mình. Sau đoạn video clip này, rất mong ông Tư và con của mình sẽ có những ngày sum họp trong một căn nhà ấm cúng hơn, để chấm dứt một khoảng thời gian lên đên quá dài đối với ông. Và đó là hình ảnh của ông Tư, một ông cụ Nhật ve chai, trên một cái dòng kinh sau khi gặp được người con gái nuôi của mình là chị Cẩm Hương, và ngày đoàn tụ với lại anh Sầm Hưng. Mọi người cứ ngỡ rằng cuộc sống của ông sẽ viên mãn sau khi trở về lại Cà Mau. Thằng Sầm Hưng, con của ba đây sao? Câu nói nghẹn lòng của ông Tư. 31 năm ra đi, 31 năm quá dài cho một kiếp người, quá dài cho thời gian gặp nhau của hai cha con, tình phụ tử. Giờ đêm rồi, nhưng mà gì hoàn cảnh nó cha thể bên mấy cậu con bà ngoại có vậy, tình gã cha mới đành bước cuộc bỏ con thôi. Ẩm con xuống rồi ấy thì là con chính con đòi bồng con lại ngồi trong lòng đó vậy à. Này, con cũng có buồn, mình cũng không biết mặt cha làm sao, rồi mình không biết đường mà kiếm cha nữa, cũng muốn đi kiếm lắm. Cha đó thì con, cha chỉ là ôm con được trong vòng tay của cha. Về cha để dòng đêm ngồi, nhưng mà gì hoàn cảnh. Tuy nhiên sau hơn vài tháng sinh sống, ông lại bất ngờ trở về lại vùng đất xưa. Hơn một năm lặng lẽ trôi qua, và thông tin Bùi Hồ sốc nhất đó chính là ông Tư đã ra đi trên chính chiếc ghe của mình và trên chính cái dòng sông mà đã nuôi dưỡng ông. Bye bye anh Tư. Đúng biệt. Đồng chí cái dữ. Chúng ta sẽ nhắc nhiều về cái câu chuyện chị Cẩm Hường, một người con gái sau khi có được ngôi nhà thì lại bỏ ông Tư không nuôi. Và chúng ta cũng sẽ nhắc nhiều về cái câu chuyện một ông cụ có vẻ như là ngang bướng trở về lại cái dòng sông xưa, bỏ lại những đứa con của mình. Tuy nhiên người đã mất thì cũng mất rồi. Cuộc sống ở thời điểm hiện tại làm sao lo cho hậu sự cho ông Tư một cách tươm tất nhất. Và những ngày qua, ông Tư đã mất một cách rất lặng lẽ. Sau khi pháp y giám định thì cho rằng ông Tư đã mất khoảng hơn 2 ngày. Chị Cẩm Hương đã lặng lẽ trong đêm cùng với anh Sầm Hưng tức tốc vượt hơn 100 km trở về lại vùng đất Hậu Giang
để đưa cha mình về lại Cà Mau. Và cái hình ảnh mà Bùi Hồ gây cho Bùi Hồ xúc động nhất đó là anh Sầm Hưng chạy chiếc ghe và trên đó có hài cốt của cha mình. Một hình ảnh rất xúc động. Và người ngồi trên đó không ai khác, đó là bạn đời của ông ba, một cụ nhặt ve chai. Chúng ta sẽ nhắc nhiều về câu chuyện hai người bạn thân sống trên một dòng sông. Một người ra đi bỏ một người ở lại. Và đến khi ông trút hơi thở cuối cùng thì ông ba vẫn không bỏ. Ông Tư. Bye bye anh Tư. Ngày hôm nay khi Bùi Hồ quay đoạn clip này, Bùi Hồ không có dịp trở về lại Hậu Giang vì bận một chuyến công tác xa. Cũng có gọi điện hỏi thăm chị Cẩm Hương và hỏi thăm anh Sầm Hưng. Và hiện tại tình hình ở thời điểm hiện tại thì cũng có Út Đồng Tháp hỗ trợ cho chị Cẩm Hương và anh Sầm Hưng. Chuyện thì cũng đã qua rồi, người mất cũng đã mất rồi. Chúng ta sẽ không bàn đến cái câu chuyện là ai đúng ai sai. Và chúng ta cũng sẽ không bàn đến cái câu chuyện là chị Cẩm Hương đối đãi với ông Tư như thế nào, hoặc là ông Tư vì sao lại bỏ gia đình ra đi. Nhưng mà chị cũng bất ngờ lắm, cái chết của cha, cha đi ra đi thì nó quá đột ngột đi, nên là ai cũng cảm thấy đau cho cha hết. Nhưng mà dù sao hiện giờ thì cha cũng đã yên nghỉ rồi. Dạ. Thì chị cũng mong là cộng đồng mạng cũng như là các cô chú Mạnh Thường Quân lâu nay thì người thương kẻ ghét gì đó thì phải có những cái gì không phải thì thôi bỏ qua cho cha. Cũng như là coi như là cái câu chuyện của ông Tư và cha kết thúc ở đây đi. Dạ. Chị cũng chỉ nhắn gửi lại như đó thôi. Mong rằng sau này mọi người cũng hãy quên ông Tư và cha đi để cho cha được yên nghỉ. Dạ. Chị cũng chỉ có vậy thôi, bây giờ chị về dưới còn lo cho cha nữa. Dạ. Mà chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện của những tình cảm gặp gỡ của những người gặp nhau. Tại vì khi mà Bùi Hồ quay cái đoạn thước phim á, ông Tư có nói một cái câu mà làm cho Bùi Hồ rất là vững vương, đó là khi làm sao cho tôi gặp được hai đứa con, lúc đó tôi tới chết cũng an lòng. Và như vậy là hơn một năm qua ông Tư cũng đã gặp con mình. Trở về lại sau được mấy tháng, ông Tư lại lần này chết trên dòng sông như những gì mà ông mơ ước. Thôi thì đời là cõi tạm mà, ai cũng sẽ ra đi. Quan trọng là đi để lại được gì cho đời. Và rất mong là sau khi ông Tư ra đi á, ông sẽ thanh thản nơi suối vàng. Nợ đời thì ông cũng đã dứt rồi. Và những người ở lại như là chị Cẩm Hương sẽ chăm lo hương khói cho cha của mình như một phần an ủi hương hồn của ông Tư. Vì đâu đó rằng nếu như không có chị Cẩm Hương cuộc gặp gỡ xưa thì bây giờ chắc có lẽ là hương hồn của ông Tư cũng sẽ còn lạnh lẽo. Và những người làm thước phim kết nối như Bùi Hồ là một phần cơ duyên may mắn để cho ông Tư trước khi lìa đời gặp được hai người con của mình, để ngày ông mất, ông còn có người thắp hương, còn có ngày dỗ và còn có ngày còn có người nhớ đến. Thôi thì rất mong đây mà là một đoạn clip rất là buồn khi mà và rất là sốc khi mà Bùi Hồ chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý anh chị. Và rất mong rằng cô bác quý anh chị, những người mà đã từng xem kênh Bùi Hồ cũng sẽ thông cảm cho ông Tư và cho những người ở lại như là chị Cẩm Hương và anh Sầm Hưng. Dù sao đó cũng là duyên nợ và những cái gì mà còn để lại cho mọi người có thể rút kinh nghiệm ở bản thân của mình cũng như là cho Bùi Hồ. Một lần nữa thì cho Bùi Hồ gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các cô bác quý anh chị, những người xem kênh, những người đã góp ý có, khen có, chê có, và thậm chí là nói Bùi Hồ tạo cho chị Cẩm Hương một cái vở diễn xuất sắc cũng có, nhưng không ai diễn hay như vậy đúng không? Ngày hôm nay ông Tư cũng đã mất rồi, không ai diễn đến nỗi cuối cuộc đời của mình lại ra đi lặng lẽ trên ghe. Và nhân video clip này cũng xin gửi lời chia buồn đến anh Sầm Hưng, chị Cẩm Hương, những người con đã gặp được người cha của mình gần cuối đời. Và xin chia buồn gia đình của ông Tư. Và mong rằng ông Tư sẽ ra đi thanh thản. Rất mong cô bác quý anh chị sẽ hoan hỷ bỏ qua cho những người ở lại và những người ra đi. Xin chào và hẹn gặp lại.